Hướng dẫn các bạn set cái delay đó, cái hiệu ứng delay đó. Dạo này có nhiều người hỏi quá cho nên làm luôn ha. Ok, thì set delay này đối với mình sẽ có hai cách. Một là nếu như mà trên cái cục phơ mà nó có cái tab delay thì ok, tốt. Còn nếu như trong trường hợp mà cái cục phơ của bạn mà nó không có cái tab delay thì bạn buộc phải cộng trừ nhân chia bằng tính toán bằng số. Ok, thì đó là đối với mình có hai cách như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái tab delay trước ha. Rồi, trong màn hình mà các bạn nhìn thấy đó là tempo 125. Ok, mình thử tap delay. Bây giờ mình sẽ tap đúng theo cái tempo của 125 luôn. Ok, rồi thử đánh theo nha. Ok, đó tempo đó. Nó không ra gì hết trơn. Ok, nó không ra gì hết trơn. Bây giờ mình thử tap theo cách này. Tap theo cái này. Bầm, 2, 3, bóng, ầm, bầm, bầm, bầm. Ok, tap theo cái đó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bầm. Tap trên cái cục phơ của mình. Sau khi tap xong, nó sẽ ra như thế này. Ok. Ok, đó là trong trường hợp mà các bạn, cái cục phơ các bạn nó có cái tab tempo. Còn nếu bây giờ nó không có gì thì sao? Bây giờ nó không có, mình sẽ có một cách. Trường hợp mà các bạn không có cái tab tempo trên cái cục phơ của mình thì nó là cái cách này. Thì thí dụ như cái bài hát đó nó ở tempo 120 thì các bạn chịu khó lấy trên máy, trên cái điện thoại của mình nó luôn luôn có cái máy tính. Thí dụ như tempo 120 nha, các bạn lấy 60.000, các bạn chia cho 120, đó là cái tempo đó, thì nó sẽ ra kết quả này nè. Nó kết quả này là 500 millisecond, là ở trong bất kỳ cái hộp nào nó cũng để chữ đó, cái chữ time đó, thấy không, chữ time đó đây, chữ đây nè, chữ này là time millisecond, time là millisecond, thì 120 nó sẽ bằng 500. Ok, các bạn lấy 500 này, các bạn chia thêm một cái nữa, các bạn chia thêm cho 1.333. Ok, là nó sẽ ra kết quả. Nếu như tempo 120 thì các bạn để 375 millisecond là nó sẽ ra được cái hiệu ứng đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử để 375. Thử lại nha, thử tiếp nha. Theo sau khi mà cộng trừ nhân chia xong, bây giờ để đúng cái 375 millisecond để mình đánh trên cái tempo 120 nha. Ok, rồi bây giờ thử nha. 2, 3, 4. Làm thử thêm tempo 110 nha. Ok, nếu như tempo 110 các bạn cũng làm theo cách đó. Các bạn lấy 60.000, các bạn chia cho 110. Ok, nó sẽ ra kết quả, đó là 545 millisecond. Mình sẽ lấy 545 này, mình chia thêm lần nữa, chia cho 1.333. Ok, thì nó sẽ ra kết quả là 409. Ok, rồi bây giờ tempo 110 để trong cái cục phơ là 409 millisecond. Ok, thử nha. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, rõ ràng là ra đúng không? Rất là hay luôn.